Đến với thí sinh mang số báo danh 126, Lê Hương Thảo. Con xin chào quý ban giám khảo và quý vị đại biểu đã có mặt trong khán đài ngày hôm nay. Con tên là Lê Hương Thảo, con đến từ Mỹ Đức, Hà Nội. Năm nay con 11 tuổi và sau đây con xin được trình bày ca khúc Con Cò ạ. Con cò sao đi một mình. Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng, một mình lầm lũi thân con. Được một con tô đôi ba đêm nay cũng thế, chẳng có con cá nào. Cò ơi cò hỡi, thôi đi về đi, đêm qua cũng thế, đêm nay cũng thế. Cò ơi, một lời ca đêm thương cho đàn con, cánh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Ơi thôi về cò ơi, kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đâu mưa dục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt gió, người giống đám đàn cò vui lên bay về phía mặt trời. Kìa có cơn giông ập đến rồi, sớm đâu mưa dục ba hồi, đón cơn mưa đầu tiên về để ngày mai. Nhìn đàn cò trắng ngẩng đầu vượt xa, dài dòng và tiếp theo sẽ là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 128. Con xin chào ban giám khảo, con xin chào quý vị khán giả. Con tên Phạm Hoàng Anh Thư, con đến từ Mỹ Đức. Con xin trình bày bài Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Áo nào sợ